núi Lim, chùa Hồng Ân. Núi Lim có tên chữ là Hồng Vân Sơn. Theo văn bia, Hồng Vân Tử Ký đặt trên núi Lim từ thế kỷ thứ 18 đã ghi: Hồng Vân là quả núi tương đối phẳng, không cao, nơi có nhiều nét đẹp, cảnh vật thanh kỳ. Lúc nhìn lên bầu trời lơ lửng một đám mây hồng, người đời lấy đó đặt tên cho núi với ý nghĩa rằng đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, nảy sinh những danh hiền vang tiếng thế gian, mọi người ngưỡng vọng. Trên núi vừa thờ Phật, vừa thờ Bà Mụ Ả, người có công tu bổ và mở mang xây dựng chùa. Núi Lim, chùa Hồng Ân là di tích lịch sử văn hóa, là trung tâm lễ hội quan họ vùng Lim. Thank you.
Hãy subscribe.